Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một vài nét về mình. Tôi tên là Huỳnh Thiên Minh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì tôi còn dạy tiếng Nhật cho rất nhiều những bạn khác. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ email huỳnhminh0219@gmail.com hoặc là trang Facebook cá nhân. Tôi có ghi ở bên dưới cái clip này. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên theo dõi trang fanpage Học Tiếng Nhật Online để nhận được những tài liệu tiếng Nhật hữu ích. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được những khóa học online hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi, chúng ta sẽ đi ngay vào bài học. Qua nó cũng không khó nhưng cũng không dễ nha các bạn. Nó rất là dễ nhầm lẫn và có những mẫu mẫu ngữ pháp tương đồng giống với nhau. Cho nên các bạn phải lưu ý ở những phần mà tôi giải thích cho mọi người nó khác ở những cái gì nha. Những phần chú ý tôi giải thích thì mọi người phải lưu ý giùm tôi để tránh không sử dụng nhầm lẫn với những mẫu ngữ pháp khác nha các bạn. Và bây giờ phần này thì tôi sẽ mời bạn Di Linh mà làm giùm tôi ba mẫu ngữ pháp ngày hôm nay đi bạn. Đây, mẫu ngữ pháp 1, động từ, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na, danh từ cộng camo sivemasen. Mẫu thứ hai, veta venai cộng ogaides. Mẫu thứ ba, veru, tính từ y, tính từ na, danh từ cộng deso. Rồi, cảm ơn bạn. Cho tôi hỏi là trong tất cả những bạn trong lớp mình bây giờ hiện đang 21 người, có bạn nào biết được một trong ba mẫu ngữ pháp này chưa? Có bạn nào thấy một Ừ, trong ba mẫu ngữ pháp hai, này em rõ biết không? hai Biết được, ba. em biết được ngữ Cô pháp gái 2 với y, 3. Hay rồi, quá. cô gái y là nên làm gì đó, đề Rồi, sổ là làm gì? mẫu ngữ pháp Beta Hồ Gá Phải Y các bạn chọn đã một học cái gì đấy, phải ở chọn cấp độ cái nào năm rồi tốt. đúng không? Ừ. Em Beta biết, đúng rồi, Hồ đã Gá có. Y. Rồi xong. Rồi, các bạn Đề thấy là sổ cũng có được 5 Beta rồi. Hồ Gá Y thì có nghĩa là nên làm cái gì đó, nhưng khi các bạn muốn nói là không nên làm cái gì đó thì mình chỉ cần chuyển ngược lại và đưa về thể nay thôi, đúng không? Like. Rồi. Nhưng mà lại Aran đế gì chứ? Bạn hỏi gì ạ? Bạn hỏi gì? Bạn nào vừa hỏi câu gì đó? Như là nếu dùng dùng hồ gái y là phải chọn Aran đế cái nào tốt hay cái gì xấu thì phải chọn à. Rồi, một chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nó khác nhau những điểm nào, các bạn cứ yên tâm học ngữ pháp đối với tôi sẽ hướng dẫn tận tình và cặn kẽ từng chi tiết cho các bạn, không để các bạn phải mơ hồ giữa những mẫu ngữ pháp này với mẫu ngữ pháp khác nha. Rồi, bây giờ Các tôi sẽ bạn tắt đọc mic vào. đi các bạn ơi. Rồi, bạn nào ồn thì tắt mic giúp tôi nha. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào phần ngữ pháp, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng từng cái chi tiết một nha. Các bạn vui lòng chú ý lắng nghe giùm tôi vì mẫu ngữ pháp này cũng tương đối là không dễ đâu. Rồi bây giờ trước hết để muốn hiểu rõ được mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nó có ý nghĩa như thế nào và được sử dụng trong hoàn cảnh nào và khác với những mẫu ngữ pháp tương tương đối giống nó như thế nào thì bạn bạn Phượng bạn đọc giùm tôi mẫu ngữ pháp thứ nhất đi bạn. Hey. Beta venai hồ gái y để sự cách diễn đạt lời khuyên nghĩa nên làm gì không nên làm gì cách dùng dùng để khuyên ai đó làm gì không làm gì thì tốt cho họ ví dụ mainichi undoshita hồ gái y để sự nghe chữ gá arun để sự dạ à, xin em đọc không có ví dụ mất rồi. Rồi, không cần đọc ví dụ đâu bạn, bạn chỉ cần đọc ý nghĩa và cách dùng của tôi như vậy là được rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì tôi sẽ giải thích cho mọi người. Thứ nhất các bạn nhìn vào đây, nhìn vào trong cái phần mà tôi đóng khung lại, các bạn nhìn vào đi. Ở đây là cách chia nhá. Cách chia thì trong cái mẫu ngữ pháp này các bạn sẽ đưa về hai dạng giúp tôi. Dạng thứ nhất là thể thể ta cộng với hồ gá ides và dạng thứ hai là venai cộng với hồ gá ides. Thì khi các bạn nhìn vào cái mẫu thứ hai này các bạn đã biết rồi, venai hồ gá ides. Thì nay, venai có nghĩa là không làm điều gì đó đúng không bạn? Có nghĩa là không làm điều gì đó. Còn veta có nghĩa là làm, là khẳng định và venai là phủ định là không làm. Và khi mà bạn cộng với hồ gá ides thì có nghĩa là dùng để diễn đạt lời khuyên nên làm cái gì đó hoặc là không nên làm cái gì đó. Thì trong veta đây, veta cộng hồ gá ides thì có nghĩa là nên làm cái gì đó để tôi điền vào cho bạn dễ thấy nha. Rồi, các bạn nhìn đây vào giúp tôi. Veta cộng với hồ gá ides thì có nghĩa là nên làm gì đó. Còn venai cộng với hồ gá ides tức là không nên làm gì đó.
Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy những mũi tên tôi gạch ở đây chưa? Lưu ý giùm tôi nha. Và cách dùng mẫu câu này là dùng để khuyên ai đó nên làm và không nên làm cái gì đó. Mẫu câu này các bạn sẽ dịch như thế nào? Các bạn sẽ dịch là nên làm cái gì đó, không nên làm cái gì đó. Nếu mà Veta hồ gá y đẹp thì là nên làm cái gì đó. Venai hồ gá y đẹp là không nên làm cái gì đó. Mẫu này thì chia rất là đơn giản. Những bạn nào đã học mẫu Veta hồ gá y đẹp rồi thì các bạn chỉ cần trong mẫu này các bạn chỉ cần lưu ý Venai hồ gá y đẹp nữa là ok. Veta hồ gá y đẹp là không là nên làm cái gì đó và Venai hồ gá y đẹp là không nên làm cái gì đó. Các bạn tránh đừng nhầm lẫn giúp tôi nha. Hay. Rồi, bây giờ bạn Phượng mà đọc tiếp chúng tôi hai ví dụ bên dưới. Dịch nghĩa luôn nha. Hay. Hay. 毎日運動した方がいいです。Hàng ngày thì bạn nên luyện tập thì tốt hơn. Nghe chữ gá a rưng đề sự. Vận động. Hàng ngày thì bạn nên vận động thì tốt hơn. Nghe chữ gá a rưng đề sự. Dạ. お風呂に入らない方がいいですよ。Để vào bồn tắm. Bạn đang bị sốt. Vậy thì bạn không lên. Mọi người tắt mic đi được không ạ? Rồi các bạn tắt mic giùm tôi nhé. Tôi mời bạn nào thì bạn đó vui lòng đọc giùm tôi. Các bạn tắt mic đi. Ủa, sensei mình sao em chẳng thấy gì sensei? Vậy chắc mạng nhà bạn bị kém rồi. Rồi chắc mạng bên bạn bị kém. Những bạn nào lưu ý những bạn nào không mời thì các bạn tắt mic giúp tôi và tránh làm ồn ảnh hưởng đến những bạn khác nha. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ tôi sẽ đọc lại và hướng dẫn lại ba cái ví dụ này nha các bạn. Các bạn nhìn vào đây giùm tôi. Cái câu mà mai ni chi indo sta ho ga i des thì bây giờ các bạn thấy từ indo simas này đưa về thể ta và cộng với hồ cá y đẹp là có nghĩa gì các bạn? Ở trên đây tôi đã hướng dẫn mọi người rồi. Nên làm gì? Nên làm cái gì đó đúng không? Nên làm cái gì đó sẽ tốt hơn. Dùng để đưa ra lời khuyên. Thì câu này các bạn sẽ dịch là nên làm cái gì đó. Nên làm cái gì đó. Thì động từ là indosimas có nghĩa là vận động. Cho nên sẽ dịch là nên vận động sẽ tốt hơn. Hằng ngày nên vận động thì tốt hơn. Rồi, nechuga arindes. Nechuga arindes có nghĩa là bị sốt đó các bạn. Nechuga nghĩa là nhiệt, là sốt. Tôi bị sốt. Thì khi một người bạn nào đó nghe bạn nói là bạn bị sốt thì người bạn đó sẽ nói là za ofuro ni hairanai hou ga ii desu yo. Tức là không nên vào bồn tắm. Không nên tắm. Nha, các bạn lưu ý. Và trong mỗi môn ngữ pháp thì tôi thường cho các bạn những ví dụ tương đồng để các bạn có thể phân biệt được. Bạn anh Tuấn ơi, bạn tắt loa đi được không? Rồi, tôi đề nghị một lần nữa nha. Tôi đề nghị một lần nữa. Em có bật loa đâu mà tắt. Đỗ anh Tuấn ở đây đâu? Tuấn đâu? Còn không. Anh có bật loa đâu mà tắt. Còn không thì tôi cảm thấy bạn nào ồn thì tôi sẽ tự tắt mic của các bạn nha. Rồi các bạn lưu ý giúp tôi. Và các bạn nhìn vào đây. Đây. Tôi sẽ đánh dấu cho các bạn những mẫu ngữ pháp nó đi tương ứng với những từ vựng tương ứng với những ví dụ bên dưới nha. Rồi các bạn nhìn vào đây giúp tôi. Các bạn nhìn lại một lần nữa đi, các bạn thấy có gì không hiểu về cách chia cũng như là cái cách sử dụng của mẫu ngữ pháp này hay không? Các bạn nhìn lại giúp tôi một lần nữa nha. Bạn nào cảm thấy có thắc mắc thì bật lo lên hỏi tôi giùm nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần bên dưới. Tôi sẽ lưu ý cái phần này cho các bạn. Và những cái lưu ý thì những cái mà tôi lưu ý thì các bạn nên có thể các bạn ghi vào để mà các bạn nhớ nha. Đặc biệt là ở trong cái ví dụ thứ hai này, các bạn thấy là zao furo ni hairanai hou ga ii desu yo. Thì trong câu này có trợ từ gì đây các bạn? Ở cuối câu đây có trợ từ yo đây. Yo. Có trợ từ yo đây. Thì trợ từ yo thường được đặt vào cuối câu
Và tùy những tình huống, mẫu câu này nghe có vẻ như bạn đang áp đặt ý kiến của bạn cho người nghe, vì vậy bạn cần nên xem xét văn cảnh trước khi sử dụng nha. Đặc biệt là trợ từ vô này, nếu như các bạn cũng tùy, tôi thấy là trong trong cái giao tiếp hàng ngày còn tùy vào cái giọng đọc của các bạn nữa. Nếu như các bạn nhấn mạnh từ vô này lên ấy, thì có nghĩa là các bạn đang áp đặt cho người đó. Trong trường hợp này có thể là người mẹ hoặc là người cấp trên hoặc là những người lớn của mình áp đặt cho mình là con không nên vào bồn tắm hay như thế nào đấy, thì sẽ dùng trợ từ vô mà sẽ nhấn mạnh lên nha các bạn. Còn nếu như trong trường hợp mà người bị cảm này đang là bạn bè của bạn hay gì đó, và bạn mới nói với người đó là mày đừng có vào bồn tắm nhé, thì lúc đó bạn sẽ sử dụng trợ từ vô này nhưng với cái giọng ngữ điệu nó sẽ nhẹ xuống. Ja okoro ni haranai hoga ii desu yo, là đừng nên vào bồn tắm nha. Rồi các bạn hiểu chưa, các bạn hiểu cái cách sử dụng từ vô này chưa? Nó đều có nghĩa là muốn nhấn mạnh. Sensei, có phải là Sao bạn không hỏi phải vậy? là khi mình nên giọng ở chữ từ do thì có nghĩa là nhấn mạnh nên là không không nên làm cái gì đấy, còn nội ý là như ý là nhấn mạnh là nên là cả như là nó mạnh hơn ấy, từ từ là ở trên nói xuống người dưới, còn đâu khi mình hạ giọng xuống Rồi do thì đúng có rồi thể bạn. là không nên vào nhé, Ngoài ra nhẹ nhàng từ hơn đúng vô này không ạ? thì tôi giải thích thêm cho các bạn nữa. Ngoài ra từ vô này nó còn nghĩa là khi mà các bạn cung cấp thông tin cho ai đó chưa biết một cái điều gì, đúng không bạn? Các bạn đã học cái này rồi. Khi mà các bạn thêm từ vô ở cuối câu ấy thì ngoài ra các bạn còn có nghĩa là muốn cho người người nghe biết một cái thông tin nào đó mà họ chưa biết. Giả sử như bạn nói với bạn của bạn là tháng sau tôi sẽ kết hôn đấy, rai gây trừ kẹt con simas yo, tức là bạn của bạn chưa biết thông tin là tháng sau bạn sẽ kết hôn, bạn hiểu chưa? Và bạn thông báo cho bạn của bạn biết là tháng sau bạn sẽ kết hôn, thì lúc đó bạn sẽ sử dụng từ vô ở cuối câu. Ngoài ra nó còn có nghĩa như vậy nữa. Còn như trong mẫu câu này có nghĩa là không nên làm cái gì đó, khi mà khuyên người nói khi khi mà người nói khuyên người nghe là không nên làm cái gì đó thì sẽ thêm từ vô này ở cuối câu nha bạn. Nhưng mà bạn nhấn mạnh lên cao á, thì có nghĩa là bạn nói với một người ở cấp dưới của mình, với một người đồng trang lứa với mình. Nhưng mà nếu bạn hạ giọng thấp xuống thì bạn sẽ nói với những người cấp trên, những người lớn tuổi hơn mình, nói một giọng nhẹ nhàng giống như là một lời khuyên nhẹ nhàng cho họ, bạn hiểu chưa? Nó cũng tương đồng với tiếng Việt mình thôi, không có gì mà phải khó khăn cả. Cho Rồi. em hỏi nè, thêm thêm từ do vào đằng sau, có được thêm từ ne vào đằng sau không? Có những trường hợp tôi vẫn nghe người Nhật sử dụng là desyone đó bạn, vẫn có nha. Đó là người nữ thường hay sử dụng nha. Thế từ do với từ ne này nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Từ do với từ ne, cái này là học ở N5 đã có hướng dẫn rồi các bạn. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa nè. Từ ne ở đây á là có nghĩa là khi bạn đồng tình với một ý kiến nào của ai đó, của người nói, bạn sẽ sử dụng là ne, hoặc là khi mà bạn muốn muốn kêu gọi cái sự đồng tình từ họ thì bạn sẽ sử dụng là ne. Nhưng mà khi mà do đấy có nghĩa là bạn đưa ra một cái thông tin mà người nghe họ chưa biết được, giống như lúc nãy tôi đã lấy ví dụ ấy là tháng sau tôi sẽ kết hôn đấy, thì các bạn sẽ thêm từ do ở phía sau, bạn hiểu chưa? Từ ne có nghĩa là kêu gọi sự đồng tình hoặc là đồng tình cùng với người đó. Còn từ do có nghĩa là cung cấp cho người nghe những cái thông tin mà họ chưa biết được, những cái thông tin mới hoàn toàn đối với họ nha. Nó khác nhau nha bạn. Rồi ngoài ra thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sự khác nhau giữa ta hồ gái ides và tara ides. Các bạn đã học mẫu ngữ pháp là tara ides chưa? Hay Đúng rồi, đúng ra rồi, hay các bạn đã học ra tara rồi, có ides. học từ bé 26 ạ, 26 27 gì ạ, Đúng rồi. 26. Khi mà cái mẫu tara ides này thì nó cũng có nghĩa gần tương đồng với ta hồ gái ides, nhưng nó khác nhau chỗ nào tôi sẽ lưu ý cho các bạn nha. Rồi các bạn nhìn vào mẫu câu ví dụ thứ nhất giùm tôi. Nihon no tera ga mitai desu ga ja Kyoto e ittara ii desu yo. Các bạn thấy chưa? Mẫu tara ii desu yo này tức là đưa ra cái sự lựa chọn. Các bạn hiểu chưa? Đưa ra cho người nghe cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn là chọn đi chỗ này hoặc là chọn đi chỗ kia, có sự lựa chọn trong đó. Chọn chỗ này sẽ tốt, chọn chỗ kia sẽ không tốt, chẳng hạn như vậy.
Còn như ta hồ gá y đẹp thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở trên, nó vẫn có nghĩa là nên làm cái gì, nên làm cái kia, không nên làm cái này, không nên làm cái kia, nhưng nó mang cái ý nghĩa là diễn đạt lời khuyên. Các bạn thấy nó khác nhau chưa? Một cái có nghĩa là chọn cái phương án nào đó thì ta ra y, còn một cái là ta hồ gá y đẹp, tức là đưa ra lời khuyên nhủ đối với người nghe. À, đưa ra một cái lời khuyên nhủ đối với đối phương là nên làm cái gì đó hoặc là không nên làm cái gì đó. Các bạn phải phân biệt hai mẫu câu này, đừng đừng để bị nhầm lẫn nha. À, tôi lấy một ví dụ như là thế là sensei có phải là cái đưa ra cái cô gái y là cô gái y ấy, thì khi đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng hơn là cái ta ba y phải không ạ? Tôi nhắc lại một lần nữa, một cái là đưa ra lời khuyên, một cái đưa ra sự lựa chọn. Ta đã y không phải là đưa ra lời khuyên nha bạn. Đưa ra lời khuyên là ta hồ gá y đẹp. Ta hồ gá y đẹp nha. Còn ta đã y là đưa ra cho đối phương sự lựa chọn. Chứ không phải là lời khuyên nha các bạn. Nó không phải là đưa ra lời khuyên đâu. Lời khuyên là các bạn phải đưa ra, các bạn phải nói mẫu câu ta hồ gá y đẹp. Nó sẽ chữ hô này trong chữ phương đấy các bạn, có nghĩa là cái hướng này sẽ được hơn đấy, cái hướng kia sẽ được hơn đấy. Các bạn lưu ý nha, khi mà muốn đưa ra lời khuyên, thì đưa ra cái khuyên nhủ thì các bạn phải sử dụng là ta hồ gá thôi, ta hồ gá y đẹp thôi nha. Còn ta ra là bạn đưa ra cái là cho người khác, là ý là ta hồ gá là về ta ra y mắc sự đấy, thì đưa ra lựa chọn của mình đúng không ạ? Cho người ta. Đúng rồi bạn, ta ra y là bạn đưa ra cái sự lựa chọn của bạn cho người, cho đối phương để họ tham khảo nha. Dạ. Nó có tính cứng rắn hơn một chút xíu, nó có tính áp đặt hơn một chút xíu, nhưng ta hồ gá y đẹp tức là bạn đưa ra một cái lời khuyên cho người người nghe, họ cũng được lựa chọn, nhưng mà đó là lời khuyên nhẹ nhàng. Cứng mạnh hơn đúng không ạ? Ừ, khi mà bạn ta ra y đẹp sự là nó là mang tính áp đặt trong đó, một phần mang tính áp đặt trong đó, và nó thuộc về cái chủ ý của bạn nhiều hơn. Các bạn hiểu chưa? Nó thuộc về cái chủ ý, nó thuộc về cái ý muốn, cái chủ ý của bạn. Giống như trong câu này ra Kyoto e itara ii desu yo, tức là bạn hầu như bạn đưa ra 70-80% là cho cái người đối phương này là nên đi Kyoto rồi nha. Còn như ta hồ gái ides là bạn đưa ra 50-50 để mà cái người nghe họ có thể làm theo bạn hoặc là không làm theo bạn. Thì đơn thuần câu này bạn chỉ cần dịch là làm như vậy sẽ tốt hơn, làm như vậy sẽ tốt đó. Câu này ta hồ gái ides. Ý là sẽ là cái câu hồ gái ides thì sẽ phải làm dạng như là nên làm như thế này thì tốt hơn ạ. Làm như thế này thì tốt hơn. Ví dụ như Nihong no. Rồi bây giờ tôi vào cái phần ví dụ thứ ba, tôi cho các bạn xem ví dụ thứ ba nha. Các bạn nhìn vào đây giùm tôi. Ở đây tôi có ghi, ở đây tôi ghi rất là rõ ràng các bạn. Ví dụ ba diễn tả tình huống mà một lời gợi ý đơn giản được đưa ra. Trong những trường hợp này, tarai được sử dụng. Một cái gợi ý nào đó bạn đưa ra cho người ta để mà người ta người ta có thể thực hiện theo cái gợi ý của bạn thì bạn sẽ sử dụng là tarai des. Nhưng mà ta hồ gá y là chỉ so sánh và lựa chọn sự hai vật, giống như lúc nãy tôi đã hướng dẫn bạn đấy. Bạn có thể đưa ra 50-50, hiểu chưa? Bạn hiểu tôi nói chưa? Bạn đưa ra 50-50 để mà người nghe, đối phương nghe, người ta có thể lựa chọn. Tarai des tức là bạn đã đưa ra một cái sáng kiến, một ý kiến nào đó cho người ta tham khảo. Bạn hiểu chưa? Nó hoàn toàn khác nha. Như trong câu này bạn thấy nè, ja Kyoto e itara ii desu, tức là bạn đã đưa ra cái ví dụ là gì đấy? Đi đến Tokyo. Đúng rồi, bạn đã đưa cho người nghe tham khảo một cái địa điểm, đó là đi đến Kyoto. Tức là bạn đã đưa ra một cái ý kiến của bạn rồi. Nhưng ta hồ gá ii desu tức là chỉ so sánh thôi. Và nó sẽ có sự lựa chọn 50-50 để người nghe họ có thể quyết định được. Rồi các bạn lưu ý cách sử dụng của hai mẫu này nha. Và để có thể sử dụng được thành thạo nó, các bạn có thể xem phần bài tập bổ sung ở trong cuốn Minano Nihongo 2, phần Densubi. Các bạn có những bài tập này, các bạn làm giúp tôi thì các bạn sẽ hiểu được, để nắm bắt được rõ hơn về cái sự khác nhau giữa hai mẫu ngữ pháp này nha.
Rồi, bây giờ tôi sẽ mời bạn Việt Tùng bạn mở mic lên và đọc giùm tôi ví dụ thứ hai đi, mẫu ngữ pháp thứ hai đi bạn. Và tôi bạn cho tôi xin khoảng một phút nha, tôi nhắc lại những bạn nào đang xem livestream và những bạn nào đã may mắn theo dõi được bài học của tôi ấy, đã may mắn theo dõi được bài học của tôi, có thể là theo dõi trên livestream hoặc là trong lớp học này, thì các bạn dành một chút thời gian các bạn chia sẻ video, các bạn mang đến cái lợi ích, mang đến cái giá trị cho mọi người khác, những người mà họ chưa tham gia được buổi học, những mọi người mà chưa theo dõi được bài giảng của tôi nhé các bạn hãy share giúp tôi đi, để chứ mà mình share một mình thì gọi là ích kỷ đó, các bạn share giúp tôi nha vì lợi ích của riêng mọi đoạn người. Này xin lỗi sensei tại vì rồi bạn Việt Tùng bạn đọc giúp tôi mẫu thứ hai đi bạn. Veru ikeyoshi nakeyoshi n cộng đề số ý danh nghĩa từ có, danh từ có lẽ là cách dùng biểu thị suy luận của người nói căn cứ vào một số thông tin nào đó, nó thường được sử dụng chung với phó từ như ta bưng, có lẽ hay kít độ nhất định khi sử dụng câu hỏi người nói muốn biết suy luận của người nghe. Cần đọc ví dụ đâu ngoài xin xem. Rồi bạn không cần đọc ví dụ giúp tôi nha. Hay. Rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn. Các bạn có thường hay nghe cái mẫu câu này ở trong đời sống hay không? Cái gì đó mà người Nhật họ nói là deso deso ấy. Trong mẫu câu này các bạn đừng đọc là deso nha. Deso. 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 Cái này. Deso. Cái này nếu như các bạn nào mà thường hay nghe dự báo thời tiết á, hay nghe những cái dự báo thời tiết của Nhật đấy, các bạn sẽ rất là hay nghe mẫu này. Và tôi chia sẻ với các bạn một điều là lúc trước tôi học tiếng Nhật ấy, mỗi ngày tôi đều nghe thời tiết các bạn, mỗi ngày tôi đều nghe tin dự báo thời tiết. Và lúc mà tôi học N4 các bạn à, thật sự nghe TV hoặc là nghe thông tin, nghe news đấy, nghe những cái tiếng Việt mình gọi là thời sự ấy, các bạn đâu có hiểu đâu, nhưng mà các bạn biết sao, nghe như dịch nghe sấm vậy, nhưng mà tôi ngồi nghe hoài luôn ấy. Người ta nói là cái đó gọi là cách học mà tắm tiếng Nhật các bạn, tuy rằng mình nghe không hiểu nhưng mà mình nghe hoài thì nó sẽ quen được giọng và sau này các bạn nghe rất là tốt. Các bạn tin đi, các bạn luyện theo cách nghe đó là sau này các bạn sẽ tiến bộ rất là nhiều trong việc nghe tiếng Nhật của mình. Và lúc trước tôi nghe dự báo thời tiết các bạn, tôi cứ nghe từ deso deso này hoài luôn ấy, asta wa ame deso, tôi nghe mẫu này hoài luôn ấy, nghe liếc mà hồi xưa đâu có học cái chưa học mẫu này nhưng mà nghe liếc thuộc luôn, cho nên là mọi người có thể sử dụng cái cách đó để mà luyện phần nghe của mình nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa là cái mẫu câu này á, nó mang ý nghĩa là có lẽ là các bạn dịch nghĩa giùm tôi là như vậy nha. Có lẽ là. Deso này có nghĩa là có lẽ là. Các bạn thấy phần ý nghĩa tôi có ghi đây. Ý nghĩa nó là có lẽ là. Thì trong lúc dịch bài các bạn cũng sẽ dịch là có lẽ là. Có lẽ là cái gì đó. Ba chấm này tôi có ghi đây các bạn thấy chưa. Có lẽ là cái gì đó. Nha. Và cách dùng của nó là biểu thị sự suy luận của người nói căn cứ vào một thông tin nào đó. Tức là người nghe này đã có được một thông tin xác thực nào đó rồi. Nhưng mà chưa biết nó là chính xác hay không. Và người nghe này muốn nói cho đối phương biết. Thì nó thường được sử dụng chung với phó từ như là ta bừng, kisto. Bạn nào đã học, tất cả mọi người đã học ta bừng và kisto rồi đúng không? Ta bừng có nghĩa là lẽ, còn kisto có nghĩa là nhất định, có nghĩa là xác định một cái gì đó. Và khi sử dụng câu hỏi thì người nói muốn biết suy luận của người nghe. Thì một hồi tôi sẽ giải thích cho các bạn ở phần dưới ví dụ này. Bây giờ bạn Việt Tùng bạn đọc giùm tôi ví dụ bên dưới nha bạn. Và dịch nghĩa giúp tôi. Dịch nghĩa theo cái phần mà tôi đã ghi trên đây nha. Ý nghĩa có lẽ là. Hey. Rồi bạn dịch giùm tôi, bạn đọc giùm tôi 4 câu ví dụ đi bạn. Hey. Asta wa ame ga furu desho. O ame desu kara. Tawapon san wa kona desho. Kare wa michi o yoku shitte imasu kara. Tabun.
Daijoubu desho. Asta no asa wa samui desho. Câu đầu tiên Asta wa amega furu desho là ngày mai có lẽ là trời mưa. À, vì trời mưa to nên anh Tawapong chắc sẽ không đến, có lẽ sẽ không đến. Karewa Michio Yoku Shitei Masu Kara Tabun Daijoubu Desho. Anh kia vì là biết đường rồi nên có lẽ sẽ không sao. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. As À, Juicy bạn để nhắc xem xin tôi câu còn một câu nữa Stano Asawa Samui Desho. Sáng mai Asa. có lẽ là lạnh. Rồi, xin chưa được em chút ạ. rồi bạn hỏi Bạn Tuyết Duyên có thể tắt cái mic đi hộ không ạ? Bạn nói neo nhiều quá. rồi comment mọi người Comment, rồi rồi comment, comment. rồi comment và trước khi tôi hướng dẫn và tôi dịch cho các bạn mẫu câu này thì tôi nhắc lại một lần nữa, những bạn nào đang theo dõi bài học của tôi trên livestream hoặc là những bạn nào đang theo dõi trong lớp học mà chưa nhận được tài liệu học Kanji N4 N5 của tôi, chưa nhận được cuốn ebook học Kanji rất là hay của tôi các bạn, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video mà các bạn đang xem livestream địa chỉ email của mình. Khi mà có thời gian tôi sẽ tranh thủ gửi cái tài liệu đó cho các bạn nha, một cuốn học Kanji cực kỳ hay. Nếu như bạn nào đã nhận được trong trong lớp mình rồi thì chắc là biết cuốn đó là đúng không các bạn? Em nhận được rồi nhưng mà không xem được CC ạ. Rồi không xem được là Ha bị qua ha. mạng của bên bạn hay sao đấy? Tôi gửi một Ha ha, em xin lỗi, em có gửi email, em có cả nhắn tin trên Facebook rồi mà thật sự em vẫn chưa nhận được. rồi vậy là tôi comment cho là tôi bỏ sót các bạn đấy. Và những bạn nào đang tham gia lớp học mà đã nhắn tin email cho tôi mà chưa nhận được, các bạn vào trong nhóm nhóm kín trên Facebook, nhóm kín của lớp học mình ấy, các bạn nhắn vào đó sẽ có những bạn họ hỗ trợ giùm tôi, họ gửi cho các bạn tài liệu đó. Vì đôi lúc tôi phải soạn giáo án và tôi phải đăng video rất nhiều các bạn, tôi không thể mà gửi từng bạn được. Rồi những bạn nào mà chưa nhận được và đang xem livestream thì các bạn comment bên dưới video này. Tối nay tôi sẽ cố gắng tôi gửi hết cho các bạn một cuốn học Kanji rất là hay các bạn, có chia cả Arigato. N4 và N5 trong đó rất rõ ràng. PC ơi, Rồi bạn hỏi đi ạ. cái quyển kanji đó như là nút enter nó toàn tiếng Anh này, Rồi cho nên đọc. không, cuốn đó không phải là Loop and Learn nha bạn, cuốn đó là cuốn khác mà, tôi đâu gửi cuốn Loop and Learn cho các bạn đâu. Nhưng mà toàn tiếng Anh vậy. Đúng rồi bạn, giáo trình chỉ toàn tiếng Anh và tiếng Việt thôi. Chính vì vậy mà các bạn vui lòng tải từ điển tiếng Việt về giúp tôi và các bạn tra cái từ đó ra, các bạn học như vậy nó sẽ nhớ lâu hơn. Các bạn, nhưng mà nếu như các bạn nào không học trước, những bạn nào mà không học trước mà đang theo dõi lớp học của tôi thì tôi cũng dạy Kanji cho các bạn trong từ trong cuốn sách đó ra và tôi đều dịch sang tiếng Việt cho các bạn rồi đúng không? Mỗi một bài tôi dạy Kanji cho các bạn tôi đều dịch sang tiếng Việt rồi. Cho nên là nếu như bạn nào học trước, muốn tham khảo trước, muốn học biết nhiều hơn Kanji thì các bạn vui lòng là vừa dịch sang tiếng Việt mà vừa học giùm tôi. Còn nếu như bạn nào mà cứ theo những cái giáo trình, theo những cái chữ Kanji tôi dạy cho các bạn thì các bạn không cần phải dịch và các bạn cứ theo dõi bài giảng của tôi thì các bạn sẽ học được. Nha. Còn những bạn nào muốn học trước thì có thể tham khảo trước. Và đó là một cuốn sách học Kanji rất hay. Phân chia theo cấp độ N4, N5 và những chữ Kanji trong đó có những câu ví dụ, có những từ vựng ví dụ rất là hay. Và tôi đảm bảo, cam đoan với các bạn là tất cả những từ chữ kanji, những chữ kanji trong cuốn sách mà tôi gửi cho bạn và những cái từ vựng cho ví dụ bên đó, nếu kỳ thi cho ra thì nằm trong đó, các bạn cứ tin tôi, không lọt từ nào ngoài ngoài trong cuốn sách đó cả. Bởi vì cái phương châm của tôi đấy, cái phương châm của tôi là tôi sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức để các bạn không bỏ sót bất kỳ một phần nào trong kỳ thi cả. Vì nó đôi lúc nó có những sơ suất nhỏ nó có thể đánh rớt các bạn trong kỳ thi, điều đó rất là đáng tiếc vì tôi không để điều đó xảy ra. Có thể nó là một hệ lụy cho rất là nhiều bạn sau này, chính vì vậy tôi rất cẩn trọng trong những điều đó, tôi không để sơ suất mà để dẫn đến chỉ cần mất một điểm nhỏ các bạn sẽ bị rớt kỳ thi thì điều đó rất là đáng tiếc, chính vì vậy tôi hạn chế không để điều đó xảy ra nha. Cho nên là các bạn cứ lưu ý là những cái gì tôi hướng dẫn cho các bạn thì các bạn cứ học theo như như vậy và đừng tránh đừng học những cái dư thừa, mà học dư thừa đúng thì không sao mà học dư thừa sai thì nó dẫn đến kết quả không tốt nha các bạn.
Rồi thì bây giờ quay trở lại bài, tôi sẽ dịch cái phần ví dụ này và tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cách sử dụng của mẫu ngữ pháp này như thế nào nha. Câu ví dụ thứ nhất, Asta wa amega furudeso. Thì tôi đọc ở đây là theo cái chữ furudeso này, là theo cái giọng của những người dự báo thời tiết bên Nhật luôn nha các bạn. Furudeso ấy. Các bạn đừng có đọc là đề số nha, là nghe rất là kỳ. Có nhiều bạn tôi cảm thấy là các bạn đọc như là Asta wa amega furu đề số, là các bạn đừng bỏ dấu lên, các bạn đừng, trong tiếng Nhật các bạn hạn chế đừng bỏ dấu, đừng nhấn mạnh lên nhiều quá nha. Các bạn cứ nói một cách tự nhiên đi, Asta wa amega furu đề số. Thì ở đây câu này có nghĩa là có lẽ ngày mai sẽ mưa, có lẽ ngày mai trời sẽ mưa nha. Đề số ở đây có nghĩa là có lẽ, đưa ra một cái dự định. Không phải là dự định mà đưa ra một cái dự đoán nào đó của bản thân mình nha bạn. Rồi câu thứ hai là ô ame. Bạn nào chưa biết được từ ô ame này thì ghi vào, có nghĩa là mưa lớn nha. Ok. Ô ame desu kara tawabon san wa konai deso. Đó là vì trời mưa lớn cho nên là có lẽ anh tawabon sẽ không tới. Có lẽ anh tawabon sẽ không tới. Rồi, kare wa michi o yoku shite masu kara. Tabun daijoubu deso. Đây các bạn thấy trong mẫu câu này đã đi với từ ta bừng đây. Ở trên tôi đã hướng dẫn các bạn nha, nó là phó từ, nó là phó từ. Có lẽ là trong trong câu này thì các bạn khi các bạn dịch các bạn đừng đặt nặng từ ta bừng này nhiều quá, bởi vì nó chỉ là phó từ thôi, nó chỉ bổ nghĩa cho từ phía sau này thôi các bạn. Thì anh ấy là biết rất là rõ, vì anh ấy biết rất rõ cái đường đi cho nên là có lẽ không sao đâu, có lẽ không sao đâu. Rồi các bạn xem phần dịch nghĩa giúp tôi nha. Câu cuối cùng là Asta no asa wa samui deso. Tức là sáng ngày mai thì có lẽ là lạnh đó, có lẽ là trời sẽ lạnh đó. Và các bạn lưu ý giúp tôi một lần nữa ấy, ở trong cái mẫu ngữ pháp thứ hai này, vì cái cách chia nó tương đối mới với các bạn cho nên là các bạn hãy cố gắng chia một cách thuần thục giúp tôi nha. Luyện tập thường xuyên để mà chia mẫu câu này cho thuần thục nha. Veru, động từ thì các bạn sẽ đưa về thể từ điển cộng với deso. Còn tính từ y và tính từ na đấy, thì các bạn giữ nguyên như vậy và cộng với deso. Danh từ cũng như thế nha. Tính từ y thì ở đây các bạn thấy là từ tính từ xà mươi đây, thì các bạn vẫn vẫn giữ nguyên xà mươi cộng với deso thôi, không có gì thay đổi cả. Bạn thấy chưa? Rồi, dai vô bờ thì vẫn cộng với deso, không thêm bất cứ cái gì cả. Thì nhớ các bạn, deso. Rồi bây giờ tôi sẽ đi qua mẫu ngữ pháp thứ ba và nó cũng là diễn đạt sự suy đoán và phỏng đoán này, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy diễn đạt sự suy đoán và phỏng đoán một, và dưới đây là diễn đạt sự suy đoán và phỏng đoán hai chưa? Rồi, nó sẽ khác nhau điểm nào và cách sử dụng nó sẽ khác như thế nào, thì bây giờ các bạn đọc giùm tôi cái này. Bà đọc tôi cách sử dụng và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bạn Duy Linh mở mic lên mà đọc giùm tôi cái này đi bạn. Mẫu 3 R tính từ Y, tính từ đôi na bỏ na, danh từ cộng cá mô Siremasen. Cách diễn đạt sự suy đoán phỏng đoán ý nghĩa có lẽ là không biết chừng, cũng biểu thị sự phỏng đoán của người nói nhưng khả năng xảy ra thấp hơn. Nếu deso diễn đạt sự việc có thể xảy ra ở mức 70-80% thì mẫu câu này chỉ áp dụng cho những hành động mà khả năng xảy ra tương đối thấp, chỉ khoảng 50%. Rồi, cảm ơn bạn. Và tôi nhắc lại một lần nữa cho các bạn, mẫu câu thứ ba này, cá mô Siremasen đó các bạn, cũng có nghĩa là diễn đạt sự suy đoán và phỏng đoán, nó hoàn toàn giống với mẫu câu deso ở trên thôi. Nhưng các bạn lưu ý là ở phần cách dùng. Phần cách dùng ở đây nó chỉ biểu thị sự phỏng đoán của người nói nhưng khả năng thấp hơn. Nếu như các bạn dùng deso ấy, thì nó sẽ diễn tả ở một cái mức độ là 7 đến 80%, thì mẫu câu này cho những hành động và khả năng nó sẽ ra tương đối thấp, chỉ 50% thôi. Các bạn có thường nghe người Nhật hay nói cái câu mà cá mồi Siremasen này không? Cá mồi Siremasen, và cái vẻ mặt của họ là không có sự tự tin. Tức là lúc này họ họ đang lưỡng lự, họ đang không biết là chắc chắn nó có xảy ra hay không. Tiếng Việt mình gọi là 50-50 đấy bạn.
Thì các bạn lưu ý giùm tôi nha, nó cũng diễn đạt sự phỏng đoán nhưng nó khác với DSO ở chỗ là cái tỷ lệ, cái khả năng nó xảy ra. Khả năng xảy ra của DSO thì là 7-80%, cho nên là thường được sử dụng để mà dự đoán trong dự báo thời tiết. Và dự báo những cái về thiên nhiên các bạn thì nó sẽ sử dụng là mẫu câu DSO này. Nhưng còn cá mùa Siremasen vì nó chỉ ra ở xảy ra ở mức là khoảng tương đối là 50%. Vì vậy để đưa ra những cái dự đoán của bản thân mình là không biết nó có chính xác hay không. Và các bạn sẽ sử dụng mẫu câu này. Còn về mặt ý nghĩa, đọc lại từ Camo Siremasen. Camo Siremasen nha bạn. Camo Siremasen. Camo Siremasen. Ừ. Vì cái này có dấu à CC? Sao bạn? Camo Siremasen là có dấu à? Thì trong tiếng Nhật các bạn hạn chế là không bỏ dấu, nhưng có những từ các bạn nếu biết cách bỏ dấu thì các bạn nên bỏ. Do trong cái đó là do trong quá trình các bạn nghe với người Nhật thường xuyên và các bạn thấy họ bỏ dấu thì tự nhiên các bạn sẽ bắt chước theo thôi. Nhưng tôi nói các bạn là trong lúc mà các bạn đang học ấy, đang trong lúc là cái đầu mình nó mới toanh, các bạn mới học ở cái cấp độ nó còn ở sơ cấp thì các bạn nên tránh bỏ dấu giùm tôi, bởi vì các bạn cái cách bỏ dấu của bạn nó không đúng. Lúc nãy tôi đã hướng dẫn rồi, các bạn bỏ dấu lung tung, muốn bỏ vào đâu cũng được hết. Có người thì bỏ dấu quyền, người bỏ dấu sắc vào những chữ cái, dẫn đến là nó ra một cái câu không có được tự nhiên nha. Còn khi mà các bạn đã thuần thục rồi, các bạn đã thường xuyên nghe người Nhật nói và các bạn bắt chước được cái giọng nói của họ đấy, thì các bạn sẽ để ý được là họ bỏ dấu ngay chỗ nào, cái âm tích họ đánh ngay chỗ nào đấy nha. Thì trong trường hợp này tôi thì tôi thường hay sử dụng là Kamo Siremasen không bạn, vì tôi sống ở cho em xin hỏi ạ. Rồi bạn hỏi đi ạ. Em được biết là trong tiếng Nhật thì không nói hoặc không có xấu, mà chỉ là lên và xuống thôi ạ. Lên giọng, xuống giọng, nhấn mạnh thôi ạ. Vâng, chứ trong tiếng Nhật không có dấu, đúng rồi. Điều đó là đúng, trong tiếng Nhật hoàn toàn không có dấu. Chính vì vậy tôi luôn yêu cầu các bạn là các bạn nên đọc tiếng Nhật ở dấu bằng. Lúc nãy tôi có nói rồi, các bạn vui lòng đọc tiếng Nhật ở dấu bằng. Nhưng mà Kamo Siremasen thì tôi thường hay sử dụng mẫu câu này để mà nhấn mạnh lên là tôi nghĩ là nó sẽ xảy ra như vậy đó. Cho nên là tôi hay sử dụng là Kamo Siremasen. Chứ còn tôi đọc mà Kamo Siremasen tôi đọc không quen các bạn. Và ở vùng Osaka của tôi sống xung quanh mọi người Nhật, tôi thường hay nghe họ đọc là Kamo Siremasen rất là nhiều các bạn. Kamo Siremasen. Kamo. Kamo Siremasen. Các bạn đừng để tâm cái phần này nhiều, bởi vì khi các bạn đọc nhanh nó rồi đấy, các bạn sẽ có nhiều người họ sẽ đọc bằng Kamo. Giống như là ikeru kamo, ikeru kamo, thì lúc đó họ sẽ không còn nói là Siremasen nữa bạn. Khi các bạn đã học đã thuần thục trong giao tiếp rồi đấy thì các bạn sẽ không sử dụng là Kamo Siremasen nữa, mà Kamo không ạ, sẽ nói ngắn lại đấy. Nhưng bây giờ trước mắt là các bạn cứ học Kamo Siremasen. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn luyện đọc phần ví dụ như này để mà nói hơn nha. Rồi bạn Duy Mạnh, bạn mở mic lên và đọc giùm tôi ba mẫu ví dụ đi bạn. Rồi thôi bạn Dung Phạm đọc giùm tôi đi. Hay. Koko kara yuki ga furu kamo siremasen. Gia cự sô cự nô si căng ní căng ni căng ni a wa nai kamo sira siremasen. Yamada san wa mada kite imasen ne bioki kamo siremasen. Rồi. CC có dịch không ạ? Dịch nghĩa luôn bạn. Rồi bạn dịch nghĩa giùm tôi ba con này luôn đi ạ. Hay. Khoan, CC. Cái chỗ đoạn giao cự sô cự nô di càng ní, cái chỗ đoạn phải là ma ní awanai kamosiremase, chứ không phải là căng ní awanai kamosiremase. À rồi, tôi đánh nhầm các bạn à. Gomen.
Ở đây là mani awanai kamo shiremasen nha bạn. Mani awanai kamo shiremasen. Sửa lại giúp tôi nha bạn. Hay. Tôi đánh từ chữ di cần qua, nó bị nhầm qua đấy bạn. Giống như là maneo á, maneo đúng không ạ? Mani. Tập nhân là maneo, maneo, maneo. Mani awanai. Mani awanai. Nó được trong từ trong động từ mani imas đó bạn. Mani imas đấy. Mani imas. Nhưng mà người Nhật thì người ta sẽ nói nhanh là maneo, maneo. Rồi, bạn nào lúc nãy đang dịch câu này dịch lại giùm tôi đi bạn. Okugara. Từ chiều. Sensei ơi, Kokogara là gì vậy? Rồi, dịch nhanh chóng các bạn ơi, Google nha, chứ không phải là Google nha. Google từ chiều. Google. Từ chiều nay. Yuki. Có lẽ là chiều nay tuyết sẽ rơi ạ. Không biết chừng thì sẽ rơi. Cuộc hẹn. Có thể là tôi không có kịp cái giờ hẹn ấy ạ. Anh Yamada sằng vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến bệnh viện ạ. Anh Yamada thì rồi dịch lại câu thứ ba cho hoàn chỉnh đi. Anh Yamada sằng thì vẫn chưa đến. Có sằng. Anh Yamada có lẽ bị bệnh nên vẫn chưa đến nghỉ. Anh Yamada có lẽ thì vẫn chưa đến nghỉ. Có lẽ là vì bệnh ốm. Xin chào, わかりました. Rồi, mọi người lưu ý giúp tôi á, là mẫu câu cá mồi shiremasen này chính vì nó chỉ đưa ra cái dự đoán, đưa ra cái suy luận, nó mang tính chất là 50% thôi. Các bạn lưu ý nha, chính vì vậy cái tính xác thực của nó không cao, cho nên là lúc các bạn nghe người Nhật mà nói cái mẫu câu cá mồi shiremasen này thì các bạn hiểu họ là họ đang 50-50 đấy. Nha, họ đang lưỡng lự 50-50 và mình cũng không thể xác thực được, mình cũng không thể tin chắc chắn 100% vào họ được. Các bạn lưu ý nha. Rồi, ở mẫu câu thứ nhất này các bạn thấy là cá hồ shiremasen này thì mình luôn luôn dịch nó thuộc về phủ định hay là như thế nào ạ? Không phải dịch phủ định nha các bạn, nó mang tính chất phủ định là nó shimasen ở đây. Shiremasen ở đây nhưng không có nghĩa là phủ định nha bạn. Tức là nó vẫn có khả năng xảy ra nhưng nó cũng có khả năng không xảy ra. Tôi đã nói là 50-50. Cho nên là không thể phủ định và cũng không là khẳng định 100% nha bạn. Dạ. Yeah. Thì các bạn trong mẫu câu này các bạn sẽ dịch là có lẽ là, có thể là. Các bạn hiểu chưa? Có lẽ là, có thể là. Trong mẫu câu này các bạn dịch như vậy giúp tôi. Và các bạn nhìn vào câu thứ nhất đi, các bạn thấy là Gogo Kara Yuki ga furu kamo shiremasen. Thì kể từ chiều á, kể từ buổi chiều thì có lẽ là sẽ có tuyết rơi đấy. Có lẽ là sẽ có tuyết rơi. Các bạn nên nhớ nha. Có lẽ, có thể là. Lưu ý giùm tôi. Chứ ở đây không phải là chắc chắn nha các bạn. Nó chỉ mang tính 50-50 thôi. Hay quá, cái master. Lúc trước các bạn biết không? Lúc trước tôi học, khi mà tôi học N4 đấy, tôi bị lưỡng lự nghe mẫu ngữ pháp này rất là nhiều. Không hiểu các bạn. Nhưng mà lúc trước đâu có người hướng dẫn đâu. Là tự học, tự cắn sinh và tự mài mò. Cho nên là tôi dám cam đoan với các bạn là về cái phần, cái sử dụng mẫu ngữ pháp này và cách phân biệt nó, cũng như là cái phần trăm nó rơi bao nhiêu á, nó bao nhiêu phần trăm vào mẫu có khả năng xảy ra, thì tôi hiểu rất là rõ, bởi vì tôi đã tìm hiểu mẫu ngữ pháp này rất nhiều các bạn. Vì chính vì cái sự không hiểu biết của mình lúc mình học ấy, cho nên là mình phải tìm tòi nhiều, và tìm tòi nhiều dẫn đến là bây giờ mình sẽ biết rõ về nó. Ngày xưa tôi từng cầm mẫu ngữ pháp này đi hỏi khoảng chừng 10, 17, 18 người Nhật trong công ty, và để mà tôi thống kê lại họ được là bao nhiêu phần trăm các bạn.
Tôi hỏi thẳng người Nhật là tôi hỏi là mẫu câu này bây giờ xác suất là bao nhiêu phần trăm xảy ra? Thì có người nói là 50, có người nói là 70, có người nói là 60. Thì cũng giống người Nhật cũng giống như người Việt mình thôi, tức là họ cũng tùy theo người mà cái sự quyết đoán của họ sẽ khác nhau, các bạn đồng ý với tôi không? Đâu phải con người, đâu phải người nào cũng có suy nghĩ giống nhau đâu các bạn. Thì người Nhật họ cũng vậy, có lúc có người họ nghĩ là khi họ nói câu này thì họ họ chắc chắn là khoảng 80% cũng được, nhưng mà có người họ chỉ là lưỡng lự là 50%. Các bạn hiểu ý tôi nói ở đây không? Tùy vào bản thân của mỗi người mà cái sự chắc chắn của họ nó nằm ở mức độ như thế nào, bạn hiểu chưa? Nhưng mà thường á, thì theo mà tôi thống kê, tôi hỏi nhiều người Nhật đấy, thì người ta nói hầu như là rất nhiều người nói là chỉ là 50% thôi, tức là ở tiếng Việt mình gọi là lưỡng lự 50-50 đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng một câu này, ok chưa? Các bạn không chắc chắn điều đó xảy ra mà cũng không chắc chắn là nó không xảy ra, thì các bạn sẽ sử dụng cái này, có lẽ là, có thể là. Rồi các bạn lưu ý giùm tôi nha, 50% nha các bạn, mẫu này là 50% thôi nha. Và các bạn nhìn vào cái câu ví dụ thứ hai, gia cư soku no di cần ní mani awanai kamo shiremasen, chúng ta có lẽ là không kịp giờ hẹn, cũng không biết chừng đấy, cũng không biết chừng là không kịp, có lẽ là không kịp đấy, tức là ở đây có thể là không kịp, nhưng mà nếu như các bạn cố gắng, các bạn chạy nhanh hơn, các bạn đi bằng phương tiện lẹ hơn thì có thể là sẽ kịp. Các bạn hiểu ý tôi nói chưa? Tức là cái khả năng mà không kịp ở đây nó chỉ 50-50 thôi. Nhưng nếu cố gắng lên, nhưng mà nếu dốc hết sức mình lên thì có thể là kịp. Rồi, các bạn nhìn vào câu thứ ba đi. Anh Yamada thì có lẽ là không đến nhỉ. Anh Yamada là không đến nhỉ. À, có lẽ là anh bị bệnh rồi. Đấy, có lẽ là anh bị bệnh rồi. Thì ở đây người nói cũng không có đưa ra những cái xác định là anh Yamada chính xác là bị bệnh hay không nha. Người nói cũng không hiểu được rõ trong đây là anh có bị bệnh hay không, thì sẽ sử dụng mẫu này, kamo shiremasen, tức là có lẽ thôi, tôi nghĩ là anh ấy bị bệnh đấy. Rồi, các bạn nào không chưa chưa hiểu được cách phân biệt giữa kamo shiremasen và deso ở trên, các bạn đưa ra những câu hỏi cho tôi ngay bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cá mồi sirena Cá mồi sirena là nói vắn tắt của cá mồi sidemasen thôi nha bạn, còn vắn tắt hơn nữa là cá mồi. sensei cho em hỏi một chút ạ. Moshikashitara có khả năng nào có thể biết là vậy thì Moshikasu tố là gì ạ? Bạn hỏi lại giùm tôi một lần nữa được không ạ? Nhân chữ là Moshikashitara có nghĩa là có khả năng nào có Moshikashitara là nó biết sẽ đâu nào. nó sẽ đi với cái mẫu câu là Tara đó bạn. Moshikashitara, Moshikashitara, tôi rất thường sử dụng mẫu đó và tôi rất thích mẫu đó luôn. Vâng, Moshikashitara còn cái câu này ạ. Mustika sư rự tố nghĩa là thì gì nó cũng giống như vậy đó bạn, cũng vậy ạ. nó cũng y như là Moshikashitara đó, nhưng mà hai cách nói khác nhau. Nhưng mà tôi cảm thấy là trong tiếng Nhật, trong văn nói người Nhật thường sử dụng Moshikashitara. Tôi rất thích mẫu đó các bạn. Bạn nào hỏi đúng ngay mẫu tôi thích luôn, tôi rất là thích mẫu đó. Tôi hay thường hỏi mà giống như là trong những công việc mà tôi hay bàn luận để mà tìm ra những cái khúc mắc đối với người trong công việc các bạn, tìm ra những cái nguyên nhân mà tại sao mà xảy ra cái lỗi này, tại sao mà xảy ra cái sự sai lầm này, thì tôi hay nói với người Nhật là Moshikashitara, tức là có lẽ là trong cái lúc này, chẳng nhỡ là trong cái lúc này tôi đang làm rồi tôi quay qua tôi nói chuyện với bà kia dẫn đến là bị sai hay sao đấy, thì tôi sẽ sử dụng mẫu này. Các bạn hiểu chưa? Moshikashitara kiểu như là chắc có lẽ là cái lúc đó tôi vừa làm mà gì nhiều chuyện hay sao đấy, cho nên là dẫn đến sai như thế này này. Rồi, các bạn hiểu chưa? Hay quá ta. Rồi, còn bạn nào có thắc mắc thì các bạn cứ hỏi đi à, còn còn 6 phút nữa nhé, còn 6 phút nữa là hết giờ học. Sensei, cái công thức đấy là Moshikashitara. 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 Sensei lại làm một ví dụ luôn hả? Moshikashitara.
sao em nghe ngữ pháp lạ? À, có sensei, em chưa có học hồi nào. Cái này em nghe lạ lắm. Moshi moshi lạ kara. Em cũng không hiểu ý nghĩa nó nên như thế nào và được sử dụng như thế nào. Nó là từ vựng mà các bạn. Nó là từ vựng trong. Nó là từ vựng đấy mọi người. Moshika stara đấy. Nó đi với một câu là hàn vì hàn vì dung luôn, tiếng Nhật luôn. Mọi người trật tự là giúp tôi nè, vì thời gian không còn nhiều nữa nhưng tôi còn phải dạy 5 chữ kanji mới cho các bạn nữa các bạn. Bây giờ các bạn có muốn học kanji hay không? Vì thời gian không còn nhiều nha. Hôm nay tôi chia sẻ một cái pháp này rất là mất nhiều thời gian. Và bây giờ tôi sẽ qua phần mẫu ngữ pháp thứ tư, vì mẫu ngữ pháp thứ tư nó đơn giản cho nên là tôi sẽ chia sẻ nhanh và tôi sẽ lướt qua chứ không phải để mất thời gian nữa các bạn. Thì ở đây các bạn đã biết được ở bài trước, khi mà sử dụng trợ từ đế có nghĩa là khi mà chỉ về phương tiện đi đâu bằng cái gì đó, đúng không? Hoặc là làm việc ở đâu đó thì các bạn sẽ sử dụng là trợ từ đế. Nhưng trong mẫu câu thứ tư này các bạn lưu ý giùm tôi, trợ từ đế này thì ngoài ra nó còn được sử dụng sau những cái từ chỉ về hạn giá, thời gian và số lượng cần thiết cho một tình huống hay một hành động hay một sự kiện nào đó được tiến hành. Thì các bạn lưu ý là ở đây, lưu ý giùm tôi, nếu các bạn có thể ghi vào thì các bạn ghi vào giùm tôi ngay chỗ này nha. Được sử dụng sau số từ để chỉ hạn giá, thời gian và số lượng. Rồi, ví dụ như câu thứ nhất, các bạn nhìn ở phần ví dụ giúp tôi. Câu thứ nhất là Ekimade san zuppun de ikimasu ka? Tức là người hỏi, đang hỏi nhân viên nhà ga hay là hỏi những người đi bên đường đấy là có thể đi đến nhà ga trong vòng 30 phút hay không? Các bạn thấy chưa? Rồi, ở đây san giúp bưng đế. San giúp bưng đế ở đây là có phải là chỉ thời gian không các bạn? Các bạn thấy chưa? Có phải là chỉ thời gian không? Hạn giá. Rồi. Hạn giá là nói về tiền bạc hay là gì hả CC? Rồi, ngay lập tức sẽ có câu ví dụ, các bạn cứ yên tâm. Tôi đánh vào tâm lý của mọi người hết. Mọi người thắc mắc cái gì đó thì tôi biết hết mà. Bởi vì tôi đã từng học qua, tôi đã từng trải qua những cái thắc mắc giống mọi người. Và các bạn nhìn vào câu ví dụ thứ hai giùm tôi. San mang en de video ga kaemasu ka? Tức là người hỏi trong câu này muốn hỏi người nghe, muốn hỏi đối phương là có thể mua cái video này bằng 3.000 yên hay không, 3 vạn yên hay không. Chưa? Có thể mua cái đầu video này bằng 3 vạn yên hay không? Thì đây, 3.000 yên này có phải là 3 vạn yên này có phải là hạn giá không bạn? Bạn vừa hỏi câu đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, san giúp bưng ở đây là chỉ về thời gian. Đây. Thời gian. Thấy chưa? Rồi. Hay. San mang en là 3 vạn yên, ở đây là chỉ về hạn giá. Tức là tôi có thể mua bằng cái giá tiền đó hay không? Rồi, thấy chưa các bạn? Bài học đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy cái clip này có ích cho việc học tiếng Nhật thì hãy like và chia sẻ. Mỗi tuần vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi sẽ đăng những clip mới. Để không bỏ lỡ cái việc xem á, thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký bên dưới. Và tôi cũng có chia sẻ những đường link xem nhiều clip hữu ích bên dưới cái phần mô tả của clip này. Các bạn hãy xem để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.